高度对抗。Cái gì? Cái nước muối. Tao nói của tao bao mấy? Biết sương gió không? Không Hậu biết cái sương gió không? Họ ăn cái nó cho có canxi á. Gió nó có đi đâu làm sao sương không? Đó là nhơ nó đó, nhơ hộ rít rít cái xương đó. Hầm cho lao cho nó mềm. Học cho má ăn sớm. Bị cứ hú tôm, bị cứ miệng lẻ nó học không mà không. Hôm qua mà em mà ăn cái nó xong mà ăn bún á. Xong mà em bị khẩu trang nó thì thôi luôn. Bún mắm mới lại vào đây mà ăn cái nó cay kinh khủng vậy á. Bắt đầu nó bị khẩu trang nữa là không. Chú đánh nhiều quá nè. Chú em bụng nó to hơn. Thank you.
Bước làm gì xíu đi. Mày nói thế bọc bọc cái má mà để ngang nha, cái điện thoại đây nè Yến, thông minh quá tới nỗi mà chụp hình mà bông đêm kìa, nó tự động á là từ cờ đẹp dai luôn. Ừ, đúng rồi đó, y đó luôn. Mày dễ sợ luôn. Mà cái nắng này kinh luôn á. Ừ. Cái bị chị gác cái nó đó. Gác cờ đẹp dai đó. Tự con tắt răng luôn, tự nhiên cái bị cái đó chị điên kinh luôn, mà kêu cái tật. Bữa không vậy em, bữa đi Hội An đó. Em đi điên luôn. Thì ủa mình đâu có cờ cái chi đâu mà tự nhiên. Cái là cổ nó nằm ở Hội An luôn mà ta. Không anh nhiều quá của mày. Ừ, ở quán nó mà không biết ở đâu chứ nào đó. Cái đó là cái chi bay. Cái sao là phải ở chi xuyên hay chi á. Cái nó tay chi đi quay mẹ. Vô gõ nó rồi hả chim? Xong giờ cứ cúi cái mạng xuống là nước nó chả. Không mát không mùi nó chả. Không tập trung được nữa. Sáng giờ thì như trời nó lạnh em thấy mốt. Dạ, em khó chịu. Dạ, sợ quá, chị mà áo ấm. Cái đó là do sô heo xưa không kỹ hay sao? Không phải, do chị hồi nhỏ giận như chị bị chị yếu hồi nhỏ lăn á. Cơ thể yếu đó. Trời ba chị ơi thâu luôn á. Hồi nhỏ là chị thì bị thiếu canxi. Ừ. Nào xưa thiếu thốn nè. Ừ. Thằng đó mà chị đâu có chị uống đâu. Cái lầu xưa có làm năm không? Hả? Chị á, xưa có làm được cái chi? Đi đâu, nhà chị làm rụng mà nó lao chị đi dặm vui thôi chứ. Biết chứ, tao đi thằng nó đi dặm phát bờ rồi biết thế mày, giận dữ con mày. Không chặn bờ à? Tao không, nhà không có nuôi con chi tao chứ. Bò biết chứ. Có đi với bò chung với họ thì có, mẹ đi với chung. Ngồi chơi ăn bà bò bà hút cái đít phót xoắn thế mẹ luôn.
Em hồi xưa là món chi cũng có á. Chị là chị giòn, có đi chơi với họ thôi. Giòn xương giòn nán rồi nên. Đi giữ chung với họ cho vui thôi nha, chứ không phải là nhà nuôi bò. Ừ, đi rồi. Bị bò hút đó. Em hồi xưa sét đánh kinh luôn á thì. Ừ. Còn là sét đánh không á, bò bò đồ kìa bị sét đánh chết quá trời luôn. Mà trừ ít nè, trừ không. Ừ, hồi xưa đánh ghê thì. Hồi xưa đánh sét đánh kinh khủng luôn. Bây giờ không phải là không có mà do mình đi xa nên mình không biết chứ không phải là không có. Ít hơn hồi xưa nhiều lì. Thời tiết chứ đỡ hơn.